Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Homba Vlog. Ở phần trước mình đã chia sẻ cho các bạn các kỹ thuật shake đối với Standard Shaker. Và hôm nay mình xin chia sẻ thêm một số kỹ thuật shake đối với Boston Shaker. Let's get it! Boston Shaker bao gồm hai bộ phận, một phần inox bên dưới và một phần thủy tinh bên trên, hoặc có thể cả hai đều là inox. Phần bên trên kích thước sẽ nhỏ hơn phần bên dưới, có tác dụng tương tự như là nắp đậy. Boston Shaker thường dùng pha chế các thức uống có dung tích lớn, ngoài ra còn được dùng để biểu diễn những kỹ thuật flair trong bartender. Đến với kỹ thuật shake thứ nhất, các bạn shake lên xuống thoải mái theo nhịp 1-2. Shaker hướng xuống theo góc 45 độ, các bạn shake từ chậm cho tới nhanh dần, nhìn trước hoặc nghiêng trái nghiêng phải tùy thích nhé. Đến với kỹ thuật thứ hai, một tay các bạn giữ ở phần dưới của đáy bình, một tay còn lại các bạn xoay khuỷu tay vào trong, lòng bàn tay để phía trước ngực và giữ phần trên của shaker. Các bạn có thể shake lên xuống hoặc trái phải theo nhịp 1-2 và kết hợp với đánh tay nhé. Các bạn đứng ở tư thế nghiêng trái hoặc nghiêng phải tùy thích và shake từ chậm cho tới nhanh dần nhé. Chúc các bạn thành công! Bây giờ đến với kỹ thuật thứ ba, tư thế các bạn đứng thẳng hướng về phía trước, một tay các bạn giữ phần đáy của shaker, tay còn lại các bạn giữ phần đầu của shaker, các bạn shake theo hướng trái phải và theo nhịp 1-2 kết hợp với đánh tay, shaker hướng xuống theo góc 45 độ, các bạn cố gắng cố định shaker và shake từ chậm cho tới nhanh dần nhé. Đến với kỹ thuật thứ tư này, mình xin lưu ý đối với các bạn mới bắt đầu học hoặc chưa có nhiều kinh nghiệm thì hạn chế sử dụng khi làm việc nhé. Vì kỹ thuật này chỉ shake bằng một tay, tuy nhìn có vẻ ngầu và chuyên nghiệp, nhưng nếu chưa quen các bạn dễ gặp rủi ro trong khi shake. Tư thế các bạn có thể đứng theo sở thích, các bạn shake theo hướng trái, phải và nhịp 1-2 kết hợp với đánh tay nhé. Chúc các bạn thành công, cảm ơn các bạn đã theo dõi Homba.